Ủa tụi em nha, chân gà của Bảy Bò rất là ngon, nhiều món lắm phải không? Bán gì nữa? Khô mực. Khô mực. Rồi gì? Chân gà, lỗ tai heo ngâm. Rồi cóc. Cóc non, xài non, mắm guốc. Đó, cóc non, xài non, mắm guốc. Mắm guốc ở nhà tự làm ngon lắm. Đè, đang live stream nè. Cà na ngâm. Đó, có cà na ngâm luôn, mấy cái đó toàn là ở nhà tự làm luôn. Đây, đầu bếp chính ở nhà tự làm. Nè, tèn, ten, ta đang ten, ten, đó. Đó, còn cái người mà giao dịch buôn bán đây, đó, đại diện hình ảnh Bảy Bóng. Đó. Cái gì cũng bán hay sao? Cái gì cũng bán luôn. Có bán thân không? Không. Có bán luôn. Bán rồi, thôi. Thôi ơi, quá trời. Thấy cái đèn bên tay đó rồi nó chật hơn cái gì á nha. Không, cái này là cái phong thủy của Bảy. Chú ơi, chú út lấy rồi, ơi chết. Không biết chừng nào mới có tiền em đổi mới đeo. Trời ơi chết. Trời ơi. Thấy ham không? Rồi cái này nè. Đứa nào mà giỡn mặt ha, Bảy lại cốc một cái là bể đầu nè. Đó thấy chưa? 10 ngón 10. 10 bàn tay lung linh luôn thấy không? Trời ơi. Bây giờ Bảy đếm sơ sơ như đây của trên người Bảy là bao nhiêu cây? Không biết nữa. Nhiều quá không đếm nổi luôn hả? Trời gãy cổ Bảy ơi. Thôi rồi. Ký mấy 2 ký gì đó. Ký mấy 2 ký. Gì đó hả? Vàng mà tính ký. Trời ơi. Vàng người ta tính cây mà người ta còn thấy mẹ người ta vàng mà tính ký, ký mấy 2 ký này trên cổ là hay là 4 năm cộng dây chuyền nè. Trời ơi thôi thấy ghét không? Cái chiếc nhẫn này làm nhiêu? 7 cây. Một cây mà đeo lên cái cổ vậy nè, chiếc nhẫn rồi mặt nè. Trời đất ơi. Vàng mà có ký mấy 2 ký rồi nha mọi người nha. Đó. Nãy cũng đông lắm, 400-500 người mà em nói khùng khùng quá, cái nó văng ra bớt. Đó, mọi người thương ủng hộ cho tụi em nha. Bảy gọi số điện thoại của Bảy đi. 0938 nha cả nhà ơi, 592219 nha. 0938 592219. Đó, rất là dễ luôn. 0938 592219. Đó, gọi vô Bảy đặt mọi thứ luôn. Hình như là Bảy cũng phi ship phải không? Ở quận mấy phi ship quên rồi. Phi hết luôn. Bán chân gà, lỗ tai heo, chân gà ngâm đó. Lỗ tai heo. Chân gà ngâm. Cơm cháy khô gà. Nè, qua tới rồi nè, hồi cho ăn thử. Bữa nay em có kêu. Rồi cóc ngâm nè. Cóc ngâm me ngâm cà na ngâm. Bán được luôn á, bán được luôn. Bán đắt lắm. Bán mà sống già mà đeo gãy cổ luôn rồi. Không. Hiểu rồi đó. Bán chơi. Chương trình là bán chơi thôi. Thiệt, Bảy là mà em biết Bảy là bán chơi bán, thôi. Có live stream gì không mà sao không, không có live stream. Sao mà đắt dữ vậy đó hả? Bán chơi rồi. Đâu có like sao này không có hết like à. Đâu mà bán 1.000 mấy chục ký á. Chân gà. Giống như chị em ăn ngon cứ giới thiệu truyền miệng. Gì đó hả? Ừ, vậy không đó mà bán chơi thôi chứ công việc chính của Bảy là dạ công việc chính của Bảy là tài chính nha quý vị nha. Ai có nhu cầu vay tài chính thì cứ liên hệ Bảy. Dạ. Bảy đi. Ngân hàng tư nhân. Đó. Đó. Ờ vậy đó hả? Hồi đó chị vô. Trời ơi. Tới chị rồi. Cái đó gãy gặp chị đó. Gần chị gãy lên. Dạ chị. Đi vô đây ngồi nè chị. Vô đây ngồi nè. Trời ơi. Rồi tới ông chị nè. Mẹ ơi, mẹ nói đi kìa. Cái gì vậy? Ra ô chị ra. Nếu mà ai gặp mẹ, ai ra chợ gãy gì đi nói đi chứ. Ra chợ mày ra chợ gãy hả? Gặp gì làm gì? Bán gì? Bán gì? Trời ơi. Mẹ bán gì? Mẹ bán gì? Bán chân gà hả? Bán tập quá. Bán tập quá nha. Đó, hũ chân gà. Ủa, của Bảy nè. Có tên gì á chị? Ngon lắm nha quý vị. Hũ có 200.000 tên là Linda. Linda. 200.000 Một hũ này 200.000 nha. Đó quay gần vô đây nè, có số điện thoại luôn nè để cho mọi người dễ. Ở khu ẩm thực Bảy Bóng hả? Bảy Bóng đó, đẹp trai. Bán đầy đủ hết. Chương trình là Bảy bán là bán cái này là bán chơi vui vẻ. Đó. Rồi 20 năm trước. Cái số điện thoại này nó rất là cần dùng với mọi người nha. Số điện thoại rất là tiện lợi nha quý vị nha. Quý vị không mua chân gà, không mua lỗ tai heo, không mua cóc, không mua sòi cũng được. Nhưng mà phải lấy cái số điện thoại này lưu vô, khi nào kẹt tiền thì gọi. Dạ nhớ giùm em. Khi nào kẹt tiền thì gọi giùm em đó. Muốn bao nhiêu cũng được hết trơn. Đó, không mua hàng thì cứ kẹt tiền, cứ gọi vô Bảy vui vẻ lắm. Giải ngân nhanh đó, mọi thủ tục rất đơn giản luôn. Đó, gọi điện thoại là có ngay, giao tiền hết mọi nơi đó. Bảy là tài chính nha quý vị nha, công việc chính của Bảy là tài chính. Còn mọi người ra ủng hộ bà má bán tập quá ở bệnh viện Chợ Gãy, địa chỉ nhiêu má? Chứ không bệnh viện Chợ Gãy luôn. Chứ bệnh viện 102. 102, đường Nguyễn Chí Thanh. Cổng số 1, 102, đường Nguyễn Chí Thanh, cổng số 1, ra ngoài ủng hộ tập quá. Gọi gì là mẹ không lấy tiền. Đó, nói tới, ôi trời ơi, bà cứng luôn. Em tính nói bà
cứng người đó. Ngon là ba cứng người. Đó. Ra ngoài hung bả một cái đi, bả lòn tay cái cạp vui vẻ. Trời ơi dễ thương. Chương trình là mọi người dễ thương lắm, nay ghé qua ủng hộ em. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, quay mẹ em đi đó. Mẹ Linda. Trời ơi, bạc đỏ thấy chưa mẹ Linda. Sao bị sao á trời. Ủa vàng quá chứ vậy. Bán tập quá mà bả đeo vàng cơ. Trời ơi lấy cái vàng vuốt cái vàng trời bán tập quá nè. Bán tạp quá. Mẹ hát cho người ta nghe bài đi mẹ. Khang tiếng rồi. Trời ơi chết rồi. Mẹ em khang tiếng rồi, để mai em nấu nước giá em gửi qua mẹ em mới được. Để cho mẹ em bà có sức mốt bà ra bà hát cho khách vô ăn cá viên chiên với ga mô tập quá rồi đó. Mọi người ơi, ai đang xem live stream ủng hộ chia sẻ nha quý vị nha. Đi ra ca hay cái gì ra ca bài đi. Không chấp bữa không nổi rồi. Khang tiếng. 2 tháng luôn rồi hả? 2 ngày. Tới mẹ đi Cubic á. Thôi trời ơi. Cái miệng quá trời. Không có chừa gì. Đó. Gớt gớt hả? Trời ơi. Trời ơi, vàng mà rớt luôn. Trời ơi. Mọi người ơi, đó mọi người lưu cái số điện thoại này nha. Ăn chân gà nè, lỗ tai heo ngâm nè. Rồi cốc ngâm, xoài ngâm, cà na ngâm. Rồi nhiều món ăn vặt lắm đó. Mọi người liên hệ, có Facebook luôn, lên Facebook nè. Còn không là gọi vô Zalo số điện thoại đó. Rồi hổng ăn, hổng mua gì hết. Thì không, nãy giờ có quay mà đó, có quay có quay kỹ vô nè đó. Mọi người gọi vô vui vẻ với bảy nha quý vị nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm đó, mọi người thương yêu em. Mẹ mười nói gì đi, nói gì đi kìa, nói gì đi mẹ em đi. Mày ơi ăn ra mà cái gà này hoài á, coi cuối năm mình có thưởng vàng gì không. Có bỏ em thử cho con bé cá heo 105 kg. Rồi ơi, mẹ mẹ bảy nè, mẹ phải bóng thưởng bà mẹ em được không? Bà mẹ em dễ thương lắm, bà dễ nuôi lắm. Dạ ai mà ăn nhiều chân gà rồi đó cuối năm á thưởng bà mẹ. Đêm 30 bà qua bà nuôi. Nó giống con ô quá trời kìa. Trời ơi. Trời ơi. Chết rồi. Không biết giống hay không mà vàng quá trời, tính trọng ký. Nhưng mà cái này vàng thiệt nha, cái này là vàng thiệt nha. Thúi ô vàng giả hả? Không biết là cái đanh nó bậy nó bạ ai đâu biết. Đó, nay qua ủng hộ. Em thì em khoái ăn chân gà lắm, em nói thiệt. Chương trình là lâu lâu là phải biết sao. Chân gà canh ngon lắm mọi người, giòn ngon dữ lắm. Mà đặc biệt là cái gì biết không? Cái nước mắm này nè, nó ngon dữ lắm. Nước mắm này ở nhà tự làm ngon lắm. Tươi lắm mà. Trong đây là có lỗ tay heo này nữa. Dịu lắm, cốc nữa. Ồ, nó đẹp quá. Mấy chén đừng gấp lại đi. Để đây cho nó nghe. Ôi mẹ. Đâu có đâu nghe. Hỏi cho nó nghe. Hỏi mẹ có gia đình chưa? Để kiếm ba cho mẹ. Thôi. Mẹ có gia đình chưa? Có gia đình chưa mẹ? Có rồi. Có rồi hả? Mẹ có mẹ phải giấu. Có con không? Không có con. Mẹ nó sợ mới đau. Đẹp được. Mẹ nó uống ơi. Chồng mẹ đâu? Không được. Mẹ cắt đùm trứng rồi. Mẹ cắt đùm trứng rồi. Mẹ không được. Tôi về mới gặp mấy người mà đợi đi lên tuổi. Đây là 54 là em hơn dạ. Luôn đó đúng không? Nói chung là bên gia đình của tụi em là lớn tuổi nhưng mà tinh thần lúc nào cũng giống như là 18 mới lớn quý vị nha, vui vẻ lắm. Có ai gì gặp cái lớn tuổi tuổi lớn hơn đúng không? Có mấy tuổi lớn hơn mấy chị thế giới thứ ba như chị cũng nhiều lắm. Nhiều lắm. Lớn tuổi hơn chị. Lớn tuổi hơn chị. Nhưng mà họ có giải phóng không? Có. Có người có, người không. Đa số là không có nhiều. Lớn tuổi đa số. Lớn tuổi hồi xưa ít. Hồi xưa ít lắm em. Bây giờ nhớ đúng rồi. Là trẻ. Lớn tuổi là tầm đi hát, đi đồn. Đi hát là thường. Có nhắc qua, có nhắc qua. Chị mẹ. Đây giáp hậu nè. Giống nhà đất như vậy. Đây giáp hậu chưa chưa. Chị chưa. Chị giáp trên nè. Chị chưa chưa. Ngon quá. Thôi ăn cũng gà đó, bởi vì em xin gà đó của chị bạn Bảy đó cả nhà ơi. Em mua cái vụ này lắm, giòn ngon lắm. Em ngồi buồn buồn, em ngồi ăn hoài luôn á. Tụi tao với lại với anh mọi người. Em thích ăn vặt, ăn chân gà nó không có mập. Ngộ đời, ăn chân gà nó không có mập, ngồi gặm hoài luôn. Không bao giờ mập. Yên tâm đi. Ngon lắm. Ngon lắm mọi người, cái nước chấm ngon lắm. Thật sự.
Cá viên chiên quá đây là bán là ngon. Nước chấm cũng ngon. Cảm ơn bác Tàu. Cá đều chua ngon. Ăn đi mẹ ra. Ăn mẹ lại. Ngon chỗ khác. Thì hình tượng của Bồ Nhi đó, đi là kiếm Bồ Nhi hoài. Trời ơi. Ai kiếm Bồ Nhi ai? Đi ăn lẹ. Vậy hả? Có lại đi qua Bồ Nhi hoài, kêu em hoài. Vậy hả? Để bữa nào con ghé qua tiệm tập quá của mẹ nha. Tại vì chị ghé qua xui vậy, cái chỗ nó bán cho con diện mà. Mấy con xui trời. Chị đó. Mỗi mua bánh rồi đó. Đó cho lớp lớp thế hệ. Đồng luôn hệ ngoài. Đồng luôn hệ ngoài. Đồng con, đàn cháu. Uống nước cũng rồi. Chị thương và chị mến, chị thích các em. À. Ừ. Nhờ ừ. Ai chia sẻ cũng để ủng hộ cho chị Bảy với lại má Tàu với lại má Mười. Má Mười nhà ơi. Chị mới qua đầu tiên hả? Ờ chị mới qua đầu tiên. Nghe đồn là hả phải kêu Bảy dữ lắm, Bảy mới chịu, chị Bảy đâu chịu dẫn qua đúng không má? Ờ hả? Thấy không? Mày dẫn Bảy Nhi hoài à. Ừ. Mà nó thích Bảy Nhi. À, nghĩa là chị này nhắn với Bảy là nói là thích Bảy Nhi. Má Tàu nó cũng phải. Tại vì nó là con trai của chị. Hai mẹ con giàu giống nhau luôn. Để ba rảnh đi con dắt ba qua Bộ Nhi chơi, con thăm Bộ Nhi. Thứ nhất là thứ nhất là đứa em nó đứa cháu. Con giàu giống như cả nhà. Nó làm cái nghề. Nó làm cái nghề giống như chị. Đi cái hát lô tô đó. Thứ hai thì mến thương mấy em mấy cháu chị qua chị thăm. Chị luôn chứ cũng chị hát lô tô. Có. Ôi trời ơi, trời nổi tiếng mà. Chị đi đá. Chị đi đá chân góc. Đầu lớn. Để hát qua bên họ luôn á. Chị đi đá. Lát còn nhớ là phải tặng cho khán giả. Cái gì đó là mình thấy có khi nào mình đúng không? Chị diễn với họ không? Cô hồi nhỏ tới lớn. À, lúc mà trước khi chị khởi chị bước vào nghệ thuật luôn, làm một nghệ sĩ hát lô tô là chị là hát bên cải lương. Ôi đi đoàn cải lương. Alo em nghe là chị ơi. Đoàn cải lương rồi sau rồi mới đi qua hát lô tô. Hũ lớn 200, hũ nhỏ 150 nha, người đẹp. Là chị cũng tạm nghỉ 9 năm nay rồi. Nếu mà đẹp ăn hũ lớn thì cho nó lợi nó ngon. Nhưng hồi đó là má đi hát lô tô. Ủa hát cải lương hả? À cho cái lương là qua bên lô tô. Lớn hay là phải có chức vọng lắm như tới đời tụi em mà hát cả luôn đâu hát nổi đâu. Nè hũ lớn giống gì nè. Hũ lớn 2 kg 6 á. Đâu có hát mấy đâu mọi người. Giống như là hát nhạc rẻ mà nhiều khi hát không nổi còn phải kiếm nhạc remix cho cái nhạc đùng 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 hát cho nó nhẹ rồi nữa. Hả? Mà hồi xưa cái thời như mà hũ ba ông ăn mua hả? À đúng rồi cô gái là hũ nhỏ của hả má. Là đi cực lắm. Không, má hồi xưa cái lắm. Dân nam lắm, cực. Cực mà nhờ mà nó vui. Ồ, ăn hũ lớn đi nó lợi hơn. Cái này mày nói thiệt. Vui hơn. Hồi xưa đi hát cánh nó khán giả đông, khán giả thương. Hơn 50 đi mà nó nhiều. Như bây giờ mà khán giả... Cái gì vậy? Khán giả bây giờ là còn gần như là... Nó hơi là đi lạc lạc. Vậy anh chịu em hả? Lạc nhẽo với lại... Đi nhà mấy mà nghệ sĩ lô tô như má vậy đó. Chứ hồi xưa hát không mà khán giả thương lắm. Vậy có sẵn. Bất cứ đi tỉnh nào cũng vậy chứ. Bây giờ muốn giao thì chúc em giao. Em đang ăn cái chim bằng bụi chị xong chúc em giao cho. Được không? Được rồi, mai giao.